Thưa các anh chị và các bạn, hôm nay thì trước hết là tôi phải trả nợ đã. Nhiều thắc mắc được gửi đến cho nên phải trả lời cho nó xong. Câu hỏi thứ nhất của một bạn ở trong lớp: sách giảng viên chương 3 câu 5 ở trong bản dịch tiếng Việt. Các anh chị mở ra coi. Chương 3 câu 5 của sách giảng viên: một thời để quăng đá, một thời để lượm đá. Nhưng ở trong bản dịch của Today's English Version, bản dịch tiếng Anh đó, thì bạn học viên lại trích như thế này: the time for making love and the time for not making love. Dịch là tiếng Việt Nam đó là thời, xin lỗi, để làm tình và thời để không làm tình. Thế thì xin cha giải thích sự khác biệt giữa hai bản dịch trên. Rất đơn giản là bởi vì bạn đọc cái bản tiếng Việt mà bạn đọc chưa hết câu. Đọc kỹ lại cái câu 5 ở chương 3 sách giảng viên coi: một thời để quăng đá, một thời để lượm đá, một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn. Cái vấn đề là cái bản dịch tiếng Anh Today's English Version, họ dùng cái từ make love, làm tình. Còn cái bản dịch tiếng Việt ấy, người ta dịch là ôm hôn.
Tôi có dò lại bản tiếng Anh, tiếng Pháp thì dịch như vậy nó sát hơn. Embrace, to embrace, ôm hôn chứ không phải là make love. Chắc là dịch cái này để cho các bạn trẻ họ thấy nó hấp dẫn. Cho nên cái giải đáp thắc mắc đó chắc các bạn thấy cũng dễ hiểu, phải không? Thế bây giờ thắc mắc thứ hai cũng liên quan đến sách giảng viên. Câu 28 ở chương 7. Câu này phức tạp hơn. Câu 28 mà ở chương 7. Đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một. Đàn bà cho xứng đàn bà, muôn người chả thấy có ai. Vậy cho nên là bạn mới thắc mắc, thưa cha, không lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà? Mà sách Kinh Thánh viết là người nữ bởi người nam mà có, chả lẽ đàn ông tốt hơn đàn bà? Câu hỏi này phức tạp đấy. Thế thì một trong những cách giúp cho chúng ta hiểu hơn đó là bây giờ các anh chị các bạn lấy lại sách giảng viên ở chương 7 đó, nhưng mà không chỉ coi từ câu 28 mà phải coi từ câu 26. Tôi thấy rằng đàn bà còn cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạm bẫy, khi lòng dạ nó là lưới giò và cánh tay nó là dây trói. Người đẹp lòng Thiên Chúa mới hòng thoát khỏi tay nó, còn kẻ tội lỗi ắt bị nó tóm bắt. Ông Cô-hê-lét nói, nhờ xem xét từng chuyện một để tìm ra lý lẽ, tôi đã thấy được điều trên đây. Đàn ông cho xứng đàn ông, ngàn người còn gặp một. Đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai. Đó là điều tôi vẫn tìm mà không thấy. Khi chúng ta đọc toàn bộ từ câu 26 đó thì sẽ thấy đàn bà cay đắng hơn cả cái chết khi nó trở thành cạm bẫy. Ở đây tác giả nói đến một cái kinh nghiệm có thật ở trong lịch sử, ngay trong lịch sử Thánh Kinh. Anh chị có nhớ vua David không? Anh chị có nhớ Salomon không? Toàn là những vị vua khôn ngoan đấy chứ. Nhưng mà khi xa lưới phụ nữ rồi thì là mất khôn này. Samson cũng vậy đấy. Cái đó là một cái sự thật lịch sử. Cho nên ông ấy đưa ra một lời khuyên để đề phòng. Và cái câu 28 á, mà đàn bà cho ra đàn bà, muôn người chẳng thấy có ai đó, là nó phải được liên kết với câu ở trên. Người ta không có ý nói đàn bà nói chung, mà nói đến những người phụ nữ có sức hấp dẫn mà lại thêm tính lẳng lơ, quyến rũ, mà khi đàn ông mà xa vào gọi là lưới giò, càng vùng vẫy thì càng chết. Chứ không phải là có ý phê phán phụ nữ nói chung đâu. Tôi tin như vậy. Khi đọc sách chú giải, tôi còn thấy người ta đưa ra một cách cắt nghĩa nữa. Đó là phải nhìn người đàn bà mà tác giả nói đến ở đây như là một hình ảnh được nhân cách hóa của sự điên rồ. Cho nên không phải là người đàn bà thật ở trong thực tế, mà là hình ảnh để nói đến sự điên rồ, ngược lại với sự khôn ngoan. Đó cũng là một cách cắt nghĩa. Thế bây giờ tiếp tục sách giảng viên. Xem ra sách này gây nhiều thắc mắc. Vì sao sách giảng viên là một trong những sách khôn ngoan, thế mà ở chương 1 câu 18 tác giả lại viết
càng nhiều khôn ngoan càng nhiều phiền muộn, càng thêm hiểu biết càng thêm khổ đau. Con thấy rất đúng thực tế. Nhưng trong bảy ơn Chúa Thánh Thần thì ơn khôn ngoan là ơn đầu tiên mà chúng ta cầu xin, và kẻ kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của khôn ngoan. Vậy thì tác giả muốn nói điều gì? Câu hỏi có lý lắm. Chúng ta xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan. Rồi trong dòng chảy của văn chương khôn ngoan thì nói là kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của sự khôn ngoan. Vậy mà tại sao lại bảo là càng khôn ngoan thì càng phiền muộn? Thế thì khôn ngoan làm gì? Thế khi đặt câu hỏi như vậy, bây giờ chúng ta ngước nhìn thập giá của Chúa Giêsu, hỏi rằng Chúa Giêsu có phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa không? Chắc chắn. Thế thì hỏi rằng Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá có phiền muộn không? Chắc chắn là có. Và từ đó nó xuất hiện cái câu hỏi căn bản hơn: khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan nào? Khôn ngoan nào? Thánh Phaolô nói ở trong thư thứ nhất Côrintô đó: chúng tôi rao giảng một Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá mà đối với người Do Thái là sự điên rồ và đối với dân ngoại là ngu xuẩn, nhưng đối với kẻ có lòng tin thì đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Cho nên khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan nào? Chúng ta xin Chúa ban cho mình ơn khôn ngoan, nhưng mà khôn ngoan nào? Khôn ngoan để đi lừa người khác hả? Khôn ngoan để kiếm bạc tỷ, còn bao nhiêu gia đình mình lừa thì rơi vào cảnh khó nghèo hả? Cái khôn ngoan của thế gian đấy. Cho nên mình đi tìm cái khôn ngoan nào? Mà thực sự nếu chúng ta đi tìm và có được sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì như Chúa Giêsu, mình phải chấp nhận phiền muộn, đau khổ trong cuộc đời này. Bởi vì cuộc đời này nó đi theo cái lẽ khôn ngoan của thế gian, nó vận dụng cái quyền lực của thế gian, chứ không phải là sự khôn ngoan và quyền lực của Thiên Chúa. Tôi chia sẻ như vậy, không biết các anh chị, các bạn có thấy nó sáng hơn chút nào không? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi về sự khôn ngoan nào. Tiếp đó, một câu hỏi nữa. Trong thánh lễ đồng tế, thừa tác viên đọc sách phúc âm luôn tới vị chủ tế để nhận chúc lành. Và sau khi công bố lời Chúa thì đem sách thánh đến cho vị chủ tế hôn kính. Nhưng trong một số thánh lễ, con thấy có linh mục đã đem sách thánh cho giám mục chủ tế hôn, có linh mục lại không. Vậy đâu là nghi thức đúng phục vụ? Nếu mà nói đúng phục vụ đó, thì linh mục đọc sách phúc âm xong, công bố tin mừng xong, thì đưa cho giám mục hôn, sau đó mới giảng. Bởi vì giám mục là chủ tế thánh lễ, và giám mục là người lãnh nhận bí tích truyền chức thánh một cách trọn vẹn. Còn các linh mục đó là thông phần vào. Cho nên đúng nghi thức phục vụ thì là như vậy. Nhưng mà trong thực tế thì cũng có khi, nói thật đó, không phải là quên đâu. Cái này có lẽ cũng là lỗi của tôi chăng. Khi các cha đến hỏi tôi, bảo vậy con đọc phúc âm xong rồi có phải đưa cho Đức Cha hôn không? Tôi bảo thôi. Chắc là lỗi của tôi muốn đơn giản thôi. Cũng giống như là cho nó đúng nghi thức phục vụ chẳng hạn, làm giám mục thì khi bắt đầu thánh lễ là phải đội mũ,
mà chúng ta gọi là mũ cà cuống á, chứ không phải là cái mũ sọ. Rồi khi mà lên đến cung thánh á, thì mới bỏ mũ cà cuống ra, hôn bàn thờ và bắt đầu cử hành thánh lễ. Đến khi mà phụng vụ lời Chúa thì giám mục ngồi đó và cũng đội mũ cà cuống. Và kể cả khi giảng cũng đội mũ cà cuống. Tôi thì không có sợ nóng đâu, mà tôi thấy nó long trọng quá. Mà nhiều khi tôi giảng thì nhất là đi làm lễ thêm sức thì tôi hay xuống trò chuyện với các cháu thiếu nhi đó. Tôi muốn có cái sự gần gũi với các cháu, hỏi thăm nó để giải thích cho nó hiểu bí tích thêm sức là gì, hơn là làm một bài diễn văn trọng thể ở trên tòa giảng. Cho nên là tôi ít khi đội mũ lúc đó lắm. Chỉ đến khi ban phép thêm sức thì tôi mới đội. Cho nên cái này chắc là lỗi của tôi. Với các anh chị và các bạn thông cảm. Thế bây giờ những thắc mắc khác nó không trực tiếp liên quan đến thánh kinh, nhưng nó liên quan đến đời sống luân lý. Và nếu tôi không giải thích ở đây thì sợ là các bạn cứ mang cái nỗi âu lo hoặc là băn khoăn ở trong lòng. Và cũng có thể nó liên quan đến nhiều người trong chúng ta. Cho nên tôi cũng giải thích luôn. Con có được biết là những phụ nữ sau khi phá thai sẽ tự động bị rút phép thông công. Điều đó không biết có đúng không? Nếu được thì xin cha cho biết thêm khi nào bị rút phép thông công. Và ai được phép ban hình phạt này? Chuyện phá thai. Bạn nói là sau khi phá thai thì sẽ tự động bị rút phép thông công là đúng. Đối với người Công giáo, người ta gọi là vạ tuyệt thông tiền kết. Có nghĩa là đã được kết luận từ trước rồi. Cho nên khi mà mình phạm vào cái tội đó thì là mình bị vạ. Tôi đã nói với các anh chị ở đây ít là một lần. Đi xưng tội, đồng thời có thể viết một cái thư gửi cho Đức Giám mục giáo phận. Tôi nói cái điều này cách đây cả năm rồi, và tôi đã nhận được khá nhiều thư gửi đến cho tôi. Gửi như vậy để làm cái gì? Để bày tỏ cái lòng ăn năn sám hối của mình, và đồng thời cũng làm cho mình tin tưởng chắc chắn là Chúa tha thứ cho mình cái tội. Điểm kế tiếp, việc sử dụng các biện pháp tránh thai, giáo hội không đồng ý cho sử dụng những biện pháp trái tự nhiên. Tuy nhiên trong một số trường hợp, để bảo vệ bạn tình, vợ hoặc chồng khỏi các bệnh nguy hiểm lây truyền qua đường tình dục như là HIV hay là viêm gan siêu vi, thì cần sử dụng các biện pháp tránh thai. Vậy trong trường hợp đó, giáo hội có cho phép sử dụng không? Cái câu hỏi này tôi không thể trả lời chung cho các anh chị ở đây được. Nó có những cái nguyên tắc chung, và đồng thời có những hướng dẫn riêng trong từng trường hợp. Anh thử nó không thể trả lời một cách nó chung chung và thoải mái như vậy. Nó dễ gây ngộ nhận và hiểu lầm. Thế thì tôi chỉ muốn khuyên các anh chị là trong những trường hợp như thế này, mình đi xưng tội, mình cứ việc trình bày với linh mục trong tòa giải tội. Đừng có ngại. Rồi nghe Ngài gợi ý hướng dẫn trong trường hợp cụ thể của mình. Chứ không phải là chung chung. Một câu hỏi kế tiếp. Vấn đề cuối cùng hơi có phần tế nhị. Nếu không tiện thì xin Đức Cha bỏ qua.
đó là về thói quen thủ dâm. Vấn đề này rất ít được giảng dạy cả trong giáo lý hôn nhân, nên con không biết điều đó có sai trái hay không. Thủ dâm hay tự dâm? Thay vì trả lời các anh chị là tội hay là không tội, cũng như trong nhiều câu hỏi khác, trường hợp khác, tôi đề nghị các anh chị và các bạn phải có một cái nhìn tổng quát về quan niệm của Kitô giáo. Ở đây là liên quan đến vấn đề tình dục. Chúa ban cho chúng ta có khả năng tình dục, nam hay là nữ đều có. Và mọi sự Chúa ban đều là tốt đẹp hết, chứ không có xấu. Ở tự nó là rất tốt đẹp. Ở xấu là những cái cách sử dụng của con người. Thế thì cái khả năng tính dục mà Chúa ban đó, Thánh Kinh nói với chúng ta là nhằm mục đích gì? Là nhằm mục đích thể hiện tình yêu thương gắn bó với nhau. Chúa dựng nên Adam, mà sau đó Chúa dựng nên cả cái thế giới này mà ông ấy vẫn buồn. Cho nên khi Chúa dựng bà Eva thì ông mới reo lên: đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Cái khả năng tính dục để thể hiện cái tương quan yêu thương gắn bó với nhau. Và cũng ở trong trình thuật của sách Sáng Thế thì Chúa nói với Adam, Eva làm sao? Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Cho nên cái khả năng tính dục đó cùng với việc mà thể hiện cái tương quan yêu thương gắn bó, nó còn gắn với việc sinh sản. Thế từ cái nhìn tổng quát đó, chúng ta có thể xét vào nhiều trường hợp mà trong đó có vấn đề thủ dâm hay là tự dâm. Khi một người nam hay một người nữ có hành động gọi là thủ dâm hay là tự dâm, tự đi tìm cái khoái cảm trong cơ thể của mình, thế thì có cái tương quan nào không? Không có. Không có. Hoàn toàn là có một thân mình thôi, không có tương quan yêu thương gì hết á. Như vậy nó đâu có diễn tả trọn vẹn ý nghĩa tính dục theo Kitô giáo. Ở một anh thanh niên chẳng hạn, anh ấy bỏ tiền ra, anh ấy mua một cô con gái trong vòng một giờ đồng hồ đó, có tương quan không? Có chứ. Có người khác mà, chứ đâu phải có mình ông ấy. Có chứ. Nhưng mà tương quan đó có phải là tương quan yêu thương không? Là không. Không. Mà là một cái tương quan chiếm hữu, một tương quan thỏa mãn, một cái tương quan biến người khác thành một đồ vật cho mình hưởng thụ. Cho dù phải bỏ bao nhiêu tiền đi nữa thì xin lỗi, cái người kia vẫn chỉ là đồ vật để cho mình hưởng thụ. Thế thôi. Nó không phải là tương quan yêu thương. Bây giờ một cặp đồng tính chẳng hạn, người ta đang đòi hỏi phải hợp thức hóa cho hôn nhân đồng tính. Hôm nào tôi mới theo dõi ở trên kênh truyền hình của ngoại quốc một cuộc tranh luận, ở trong đó có đại diện của luật pháp là một nghị sĩ, có một ông triết gia, có một đại diện của Kitô giáo, rồi có một nhà hoạt động xã hội tự xưng là vô thần, tranh luận với nhau trước bao nhiêu khán giả về vấn đề này. Thế thì cũng thú vị lắm, bởi vì cái bà nghị sĩ đó, bà ấy đưa ra lập luận này. Bà ấy nói là Chúa Giêsu dạy điều răn mới của Thầy
là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Và cái tình yêu cao cả nhất là tình yêu của người dám hiến mạng sống cho người mình yêu. Thuộc Kinh Thánh vậy. Thế bây giờ hai cái anh đồng tính được rửa hết rồi. Mà nó yêu thương nhau tha thiết đến độ mà nó dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Thế là làm theo lời Chúa dạy rồi. Tại sao mình không cho phép? Và nếu mà người ta không sinh con được thì người ta nhận con nuôi. Người ta nuôi. Thế nhưng mà có một câu hỏi không ai đặt ra. Ừ thì nhận con nuôi, thế con đâu mà nhận? Cả thế giới này mà hôn nhân đồng tính hết thì con đâu mà nhận? Rồi tương lai của nhân loại nó đi đâu? Tương lai của xã hội đi đâu? Thế thì chẳng hạn trong trường hợp của những cặp hôn nhân đồng tính đó, thì hỏi là họ có tương quan không? Có. Người khác, chứ không chỉ có mình tôi. Cho dù người khác là đồng tính, cái tương quan đó có phải là tương quan yêu thương không? À, cũng có thể có. Họ thương nhau thật á. Nhưng mà cái tương quan yêu thương đó, nó có khả năng để dẫn đến việc sinh sản không? À, thưa không. Thế tôi thay vì trả lời cho các anh chị bảo ừ có tội hay là không có tội, thế tôi trình bày một cái nhìn tổng quát, cái quan điểm Kitô giáo về tính dục đúng nghĩa trong tương quan với tình yêu gắn với việc sinh sản. Thì từ đó các anh chị thấy vấn đề thôi. Thủ dâm là không ổn. Chưa kể đó là nó sẽ hình thành một thói quen mà không tốt cho sức khỏe và cho đời sống tinh thần của con người. Và cũng từ cái nhìn đó chúng ta có thể thấy được những vấn đề khác liên quan đến luân lý tình dục. Rồi cuối cùng, thì có lẽ không phải là một câu hỏi cho bằng là một chia sẻ. Mà cái chia sẻ này rất tốt. Bạn học viên trong lớp chúng ta viết thế này. Con nhớ cách đây không lâu, xin có đôi điều muốn được chia sẻ nhân bài giảng của Đức Cha về mặt trái của truyền thông ngày nay. Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận có dịp xôn xao nhân một bộ phim xuyên tạc về cuộc đời của Chúa Giêsu, cuốn phim Mật Mã Da Vinci. Tác phẩm đã được giới truyền thông quảng cáo rầm rộ và công chiếu khắp thế giới, bất chấp nó vi phạm một cách nghiêm trọng sự thật và đả phá giáo hội công giáo. Mấy hôm nay, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao về một bộ phim mới sắp được công chiếu tại Việt Nam nhân liên hoan phim Đức 2011. Đó là phim tựa đề Nữ Giáo Hoàng, với những lời quảng cáo hết sức thu hút. Một bộ phim với những cảnh quay hoành tráng về châu Âu thời Trung Cổ, một bộ mặt khác về giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã. Tác giả bộ phim là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của điện ảnh Đức. Bộ phim sẽ được công chiếu với vé mời tại thành phố Hồ Chí Minh vào những ngày cuối tháng 9 tới. Con có tìm hiểu và được biết Nữ Giáo Hoàng cũng là một bộ phim thành công tại quê hương của nó là nước Đức, một đất nước có truyền thống công giáo lâu đời. Một hệ quả tất yếu của truyền thông thời hiện đại, thế giới ngày nay dường như quá sợ hãi sự thật và công lý. Chính vì thế nó tìm mọi cách để tấn công vào thành trì của công lý và sự thật là giáo hội của Chúa. Đáng buồn là công chúng lại quá dễ dàng rơi vào cạm bẫy của họ, trong đó có cả những người công giáo. Con tự hỏi giáo hội có phần nào trách nhiệm không khi không lên tiếng cảnh báo cho con cái mình,
Chưa bao giờ con nghe cha xứ nhà thờ con nhắc nhở giáo dân về những cạm bẫy của truyền thông, những phim ảnh, sách báo chống phá giáo hội. Hay điều này phải xuất phát từ sự cảnh giác của mỗi một người Kitô hữu, phải luôn luôn tín thác đức tin của mình. Thật nhiều khó khăn cho giới trẻ giữa xã hội muôn vàn cạm bẫy thời nay để bước chân theo Chúa và hội thánh. Những suy nghĩ rất là tốt, tôi xin cảm ơn. Thế thì về cái cuốn phim Nữ Giáo Hoàng, bạn viết như thế này chứng tỏ là bạn theo dõi thời sự sát lắm. Tôi cũng không biết là nó sắp được công chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi không biết đây là một version, nghĩa là cũng là cái câu chuyện về Nữ Giáo Hoàng, nhưng một đạo diễn khác thực hiện một cuốn phim khác, hay là cái cuốn phim cũ mà tôi đã từng xem. Tức là tôi có xem rồi. Thế thì tôi cũng xin nói cho các anh chị và các bạn biết thế này. Cái câu chuyện về một nữ giáo hoàng trong lịch sử giáo hội công giáo chúng ta đó, nó bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, thời Trung Cổ. Người ta ước lượng là nữ giáo hoàng đó có thể là thế kỷ thứ 9 hay là thế kỷ thứ 10. Đại khái như cuốn phim nó trình bày đó, thì là một cô con gái thông minh, có lòng nhân hậu. Nhưng mà bối cảnh lịch sử thời bấy giờ giống Việt Nam mình, trọng nam khinh nữ, cho nên đâu có chấp nhận cho nữ mà đi học. Thế thì cô bé này thông minh, muốn học, và nhờ có một cái cơ hội cô đã thoát ra được để cô đi học, nhưng mà phải giả trang thành người nam rồi học lên cao, có lòng nhân hậu, làm nhiều điều tốt lành lắm, rồi thì lại còn vì có khả năng cho nên là gia nhập vào hàng ngũ giáo sĩ nữa. Nhưng mà trong đó vẫn có một mối tình riêng. Rồi che giấu như thế cho đến độ mà làm hồng y, rồi cuối cùng tình cờ làm giáo hoàng. Và cuối cùng mà chỉ bị phát hiện ra khi mà làm giáo hoàng nhưng mà lại có bầu. Thế thì chắc chắn là các anh chị và các bạn hỏi tôi, cái chuyện đó nó có thiệt không cha? Thế tôi xin nói ngay, nó là một câu chuyện xuất hiện từ thế kỷ thứ 13, nhưng mà những nhà nghiên cứu lịch sử ngày hôm nay, không chỉ trong giáo hội công giáo mà cả ngoài công giáo, đều cho rằng không có một cơ sở lịch sử nào cả. Không có. Nó giống như là chuyện tiểu thuyết đó. Nó giống như là một truyền thuyết. Mà hỏi tại làm sao nó đã bẵng đi một thời gian dài, không ai nói tới, bây giờ tự nhiên nó lại được dựng lên như vậy. Thì người ta đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có một hướng cắt nghĩa rằng cái cuốn phim đó nó muốn tấn công giáo hội công giáo về vấn đề nữ quyền. Bởi vì giáo hội công giáo cho đến nay vẫn không chấp nhận việc phong chức cho phụ nữ. Giáo hội căn cứ vào truyền thống lâu đời từ Chúa Giêsu, mặc dù gần gũi với Chúa Giêsu, có những con người phụ nữ rất thánh thiện như Đức Mẹ Maria, như Thánh Maria Magdalena, như bà Martha, những phụ nữ thánh thiện tốt lành. Nhưng trong hàng ngũ tông đồ mà Chúa Giêsu chọn, không có người phụ nữ nào.
Người phụ nữ đóng góp vào công việc xây dựng giáo hội bằng một cách thế khác, chứ không nhất thiết là làm linh mục. Và trong lịch sử chúng ta thấy có nhiều thánh nữ tuyệt vời và loan báo tin mừng của Chúa hiệu quả hơn các linh mục nhiều. Ví dụ gần chúng ta nhất là mẹ Teresa Calcutta. Có ông linh mục, có ông giám mục nào mà có tầm ảnh hưởng lớn như thế không? Cho nên không nhất thiết là qua con đường linh mục, mà qua những nét đặc trưng Chúa ban cho phụ nữ. Người ta cho rằng cái cuốn phim này đang được quấy lên là vì người ta muốn chống phá giáo hội công giáo, không những về mặt nữ quyền mà còn nhiều khía cạnh khác. Đấy là về cái phim Nữ Giáo Hoàng. Còn chung chung á, người bạn của chúng ta đặt vấn đề truyền thông là chính xác. Nhất là thời buổi này là thời buổi Internet. Lên mạng là thôi, đọc đủ thứ tin hết. Đức Hồng Y giáo phận chúng ta hay nói đùa, tin mừng thì ít mà tin tức thì nhiều. Tin mừng thì ít, không những là ít người viết mà tính tự nhiên của con người ta lạ lắm cơ. Người ta lại chạy theo những cái gì có vẻ nó hấp dẫn. Tôi nghe nói là báo hàng ngày ở Sài Gòn thì bán chạy nhất không phải là báo Tuổi Trẻ, không phải là báo Thanh Niên, mà là báo Công An. Bởi vì báo Công An nó có nhiều tin cướp giật lắm. Tin đấy người ta mới thích. Tính tự nhiên của con người tò mò, hiếu kỳ, rồi thích nghe những cái chuyện đó. Thế còn đối với chúng ta, dù là người viết tin ở trên các trang mạng hay là người đọc tin, tôi xin nhắc với các anh chị bốn tiêu chuẩn mà Đức Giáo Hoàng Benedicto đề ra mà tôi nghĩ là tốt lắm. Thứ nhất, trung thực. Thứ hai, cởi mở. Thứ ba, có tinh thần trách nhiệm. Và thứ tư, tôn trọng người khác. Thứ nhất là phải trung thực. Chứ còn cũng một sự kiện ấy, thêm tí, xong người khác lại thêm tí, đâu còn trung thực nữa. Rồi cởi mở, mình có thể trình bày lập trường của mình, người khác người ta cũng có thể trình bày lập trường của người ta vậy. Nếu mình trình bày lập trường của mình, thế ai nói khác mình, cái mình quay ra mình chửi người ta. Đâu có sự cởi mở. Kế đó là có tinh thần trách nhiệm. Tôi viết một bài này về giáo xứ, về giáo hội, tôi có dám ký tên ở dưới không? Ví dụ chúng tôi ở Đại Chủng Viện, trước khi phong chức cho một thầy, thông báo đến khắp các giáo xứ để cho anh chị em giáo dân trong giáo phận biết, góp ý xem ông thầy này có xứng đáng không? Thế chẳng hạn bây giờ chúng tôi nhận được một lá thư tố cáo một ông thầy. Thế chúng tôi phải ngưng lại, không phong chức nữa. Rồi sau đó chúng tôi tìm hiểu đến tận địa chỉ của người viết thư, tên, địa chỉ ở đâu, phường nào, quận nào, số nhà bao nhiêu. Đến nơi hỏi, người ta ớ ra, người ta bảo, nhà này có ai đâu, có ai tên đó đâu. Biết là thư giả mạo. Các anh chị thấy không? Không phải chỉ là trên mạng mà long trọng viết thư cho giám mục đấy, mà là giả danh như vậy đấy. Thì có tinh thần trách nhiệm không?
Mình viết một cái bài về giáo hội, mình có trách nhiệm đối với giáo hội là cái bài này có làm cho giáo hội đẹp hơn không, thánh thiện hơn không, hay là làm cho giáo hội bị người ta ghét hơn. Mình có trách nhiệm không? Rồi tôn trọng người khác. Người ta gửi cho tôi nhiều thư tố cáo các cha lắm. Trong đó có cả thư gọi ông cha này là Lucifer, ông cha kia là Lucifer. Mà thấy nhiều cha là Lucifer lắm. Tôi mới nghĩ trong bụng, mà như vậy cái ông mà viết thư này, ông phải là thiên thần. Mà khi tôi đọc cái thư thì tôi không thấy thiên thần ở đâu cả. Bởi vì không thấy giống Chúa Giêsu, mà toàn là những lời lẽ chửi bới, hằn học, hạ cấp. Tôi không thấy thiên thần ở đâu cả. Chúng ta nhân danh cái gì để gọi người khác là Lucifer? Mình có sự tôn trọng tối thiểu đối với người khác không? Đấy, bốn cái tiêu chuẩn đó. Thứ nhất là trung thực, thứ hai cởi mở, thứ ba có tinh thần trách nhiệm, thứ bốn tôn trọng người khác. Cứ căn cứ vào đó mà đánh giá xem những cái tin truyền thông này nó có đáng chấp nhận hay không. Dù người ta có đăng tin gì đi nữa thì mỗi người trong các anh chị và các bạn đây là chủ thể, có nghĩa là tôi đọc và tôi có óc nhận định, óc phán đoán để xem nó có đáng đón nhận hay không. Chúng ta vẫn là chủ thể. Nếu người Công giáo của chúng ta mà ý thức được cái điều đó, thì mình sẽ góp phần phổ biến những tin tốt lành, đúng nghĩa là tin mừng, và giảm bớt đi những cái tin tức thất thiệt, những tin mà chỉ làm cho đời sống của giáo hội nó thêm chia rẽ, thay vì xây dựng sự hiệp thống. Hôm nay chúng ta đọc sách Tiên tri Jonah, cho nên các anh chị lấy sách Jonah để sẵn ở trước mặt. Các anh chị nhớ lại xem trong một năm phụng vụ thì có dịp nào mà ta đi lễ và ta nghe đọc sách Tiên tri Jonah? Dịp nào? Lễ. Lễ cho, rất chính xác. Thứ tư lễ cho. Bài đọc thứ nhất bao giờ cũng trích sách Tiên tri Jonah đi giảng cho dân thành Ninive, rồi người ta ăn năn sám hối, người ta mặc áo nhậm, người ta sức cho. Thế cho nên mình mới sức cho. Và khi đọc vào thứ tư lễ cho thì hội thánh chọn cái trích đoạn mà Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Và đương nhiên cái trích đoạn đó nhấn mạnh đến nội dung, ý nghĩa là gì? Sám hối của mùa cháy. Đương nhiên rồi. Dĩ nhiên là trích đoạn đó rất hay. Thế nhưng nếu ta chỉ giới hạn sách Jonah vào có một đoạn sách đó mà thôi, thì ta chưa thấy được cái hướng đi và nội dung của toàn bộ cuốn sách. Chính vì thế mà hôm nay có dịp học sách Tiên tri Jonah, ta sẽ thấy rõ hơn. Bao giờ đọc một tác phẩm, người ta cũng đặt mình vào trong bối cảnh. Ta đọc truyện Kiều của Nguyễn Du thì mình phải đặt cái truyện Kiều đó vào trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cách đây mấy trăm năm. Mai mốt mà người ta đọc những cuốn tiểu thuyết, những tác phẩm văn học được viết sau năm 1975 ở Việt Nam, thì người ta cũng phải đặt mình vào bối cảnh, người ta mới hiểu nó rõ hơn được. Mỗi một tác phẩm văn học nó phản ánh thời đại mà nó xuất hiện. Cho nên cũng thế,
để hiểu sách tiên tri Jonah thì ta cần phải đặt mình vào trong bối cảnh. Tôi viết đầy đủ cho các anh chị ở trong bài viết rồi. Nhưng mà để cho nó dễ hiểu thì tôi nhắc lại một vài điểm mốc của lịch sử để chúng ta dễ nắm vấn đề. Nhắc lại thôi, ông vua nào có công thống nhất đất nước mà? Học rồi. Vua David phải không? Vua David có công thống nhất đất nước. Sau David là đến vua gì nào? Salomon. Nhưng mà đến thời con của Salomon đó thì đất nước Israel có còn được thống nhất không? Bị chia cắt thành Israel và Judah. Có 12 chi tộc thì bên Israel là bao nhiêu chi tộc? 11 chi tộc. Có khi quên mất rồi. Còn ở bên Judah thì chỉ có một chi tộc, đó là chi tộc Judah. Tình trạng chia cắt đó còn kéo dài, ta không nói chi tiết làm gì. Nhưng mà ở đây có một vài điểm mốc của lịch sử này, tức là năm 722 thì Assyria tấn công Israel và đưa một số đông dân chúng đi lưu đày. Năm 722, dĩ nhiên là phải tính trước Chúa Giêsu, trước Công nguyên. Rồi không chỉ có một cuộc lưu đày này mà thôi, còn có một cuộc lưu đày khác vào năm 587. Lần này đó là đế quốc Ai Cập nó đánh gục Assyria, và vì thế nó đem dân Israel đi lưu đày sang Babylon. Cho nên ta mới có cái bài hát là bên sông Babylon tôi ngồi tôi khóc tôi nhớ Sion. Rồi 50 năm sau, tức là đến năm 538, thì dân lưu đày được hồi hương. Ông vua ra sắc chỉ cho dân được hồi hương là ông vua Kiro, vua ngoại giáo. Thế nhưng mà Thánh Kinh mô tả là ông ấy hành động theo ý của Chúa, ra sắc chỉ để cho dân được hồi hương. Như vậy tức là vào thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giêsu thì dân lưu đày được hồi hương, được trở về quê quán của mình và xây dựng lại đền thánh Jerusalem. Và chính trong cái thời điểm không phải ngay sau cuộc lưu đày, nhưng mà bước vào thế kỷ sau, tức là thế kỷ thứ 5 đó, thì chúng ta thấy sách Jonah được biên soạn. Biên soạn trong cái bối cảnh như vậy. Các anh chị chỉ cần nhớ một số mốc lịch sử mà thực sự tôi có viết sẵn trong bài rồi, nhưng mà viết văn viết thì viết liên tục như vậy, còn khi ghi ra đây này ta sẽ thấy nó sáng hơn. Đấy. Nhớ đến những cuộc lưu đày, nhớ đến thời gian hồi hương. Tại làm sao phải nói đến chuyện này? Bởi vì có nói đến bối cảnh này thì mình mới hiểu được tại làm sao có vấn đề đặt ra ở trong sách Jonah. Như vậy thì ta sẽ đi thêm một bước nữa. Đặt mình vào trong bối cảnh như vậy rồi mình mới thấy được nội dung của sách. Cuốn sách này rất là ngắn. Có mấy chương nhỉ? Có 4 chương thôi. Theo lịch đọc đó thì người ta đề nghị là tuần vừa rồi chúng ta không chỉ đọc sách Jonah mà đọc luôn cả sách Tobia. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn thế. Tôi muốn là chúng ta đọc riêng hẳn một tuần, rồi tuần sau đó mình sẽ đọc sách Tobia. Chứ nếu không thì nó uổng đi. Khi đặt mình vào trong bối cảnh đó, ta sẽ hiểu được nội dung của tác phẩm một cách rõ nét hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì ta vừa nói đến dân Do Thái được hồi hương. Khi họ hồi hương đó
thì trong quê hương đất tổ của họ đã có sẵn người ta ở chưa? Có rồi. Và kể cả những người Do Thái mà không phải đi hồi hương, người ta cũng đã ở sẵn đó rồi. Thấy không? Và như vậy là ta thấy nó xuất hiện hai hạng người với hai cách nhìn, hai lối sống, hai tập tục khác nhau. Và vì thế nó sinh ra va chạm, xung đột. Những người hồi hương này này, người ta xác tín rằng tại làm sao tôi phải đi lưu đày? Tại sao vậy? Dạ thưa, bởi vì tôi phạm tội cho nên Chúa mới phạt tôi phải đi lưu đày. Như vậy, bây giờ Chúa đã cho trở về quê hương rồi thì mình phải sám hối, phải không? Mình phải thay đổi lối sống. Mà cụ thể nhất đối với họ đó là không thể toa rập, không thể liên kết với những gì nó thuộc thế giới ngoại giáo. Khi học Thánh Kinh thì các anh chị đã nghe nhiều lần tôi nói là cái cách nhìn thần học, cái cách nhìn đức tin của nhiều tác giả viết Thánh Kinh đó là cho thấy là Thiên Chúa là chủ lịch sử. Cho nên sở dĩ mà có tình trạng bị đem đi lưu đày là bởi vì dân Chúa phản bội giao ước, dân Chúa phạm tội. Bây giờ Chúa đã thương, Chúa cho trở về quê hương thì là mình phải thay đổi lối sống, thế ăn năn sám hối. Cụ thể nhất là không liên kết với những gì của thế giới ngoại giáo, mà rõ nét nhất ở đây tôi nói đến cái chuyện là không chấp nhận kết hôn với người ngoại giáo. Bây giờ muốn thấy rõ điều này, chịu khó mở sách Ezra. Sách Ezra các anh chị lấy chương 9. Chương 9 có tựa đề là hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Đó, đọc đoạn này thì mới thấy được. Còn nói khơi khơi thì không có thấy rõ vấn đề. Chúng ta cùng theo dõi đoạn này. Hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: dân Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ của người Canaan, Khết, Perizzi, Zervut, Amon, Moab, Ai Cập và Emori. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng, nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Thế nhá, anh chị để ý này. Ở trong sách Ezra này, nhắc đến các dân trong xứ. Tôi vừa nói với các anh chị là khi mà người Do Thái, người ta được hồi hương về đó, thì ở quê cha đất tổ của họ đã có những dân khác chưa? Thì các anh chị trả lời là có rồi, đây. Đó, và chúng ta vừa mới nói là những người hồi hương, người ta ý thức rằng vì tội lỗi mà tôi phải đi lưu đày, cho nên bây giờ là tôi phải sống một đời sống khác, tôi không liên kết với người ngoại nữa. Thế thì ở đây rõ ràng nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Họ và con cái họ đã lấy con gái của người ta. Thế rồi chúng ta bỏ và chúng ta đi tiếp đến câu thứ 6. Thì sẽ thấy ông Ezra, ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế nào. Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ. Lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay.
Đó, các anh chị thấy rõ không? Những gì mà tôi nói là ở trong sách thánh, chứ không phải là mình suy luận. Sách thánh viết như thế. Và bây giờ Ezra tiếp tục cầu nguyện làm sao? Câu thứ 8. Và bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời, và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Ở đây là nói đến chuyện hồi hương rồi. Nhờ vua Kiro của Ba Tư ra sắc chỉ mà dân Do Thái được trở về quê cha đất tổ và tái thiết đền thánh Jerusalem. Nhưng mà sau đó thì Ezra thưa với Chúa như thế nào? Ở câu 10. Và giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này, vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp. Vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế, các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ và chối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Rõ ràng nha. Không chấp nhận hôn nhân với dân ngoại. Đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng. Đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Rất là rõ ràng. Thế thì cái chủ trương như vậy được gọi là chủ trương loại trừ. Loại trừ. Nếu tôi muốn trung tín với Thiên Chúa là tôi tuyệt đối phải loại trừ dân ngoại. Và khi ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó, ta mới hiểu được tại là sao ông Jonah, Chúa sai ông đi giảng mà ông chạy trốn. Trời ơi, đi giảng cho ai chứ, đi giảng cho cái quân ngoại giáo ấy để nó ăn năn trở lại thì giảng sao được. Loại trừ. Và như vậy cuốn sách Jonah được viết ra là để đi ngược lại, để chống lại cái thái độ loại trừ đó. Một cách nào đó là chúng ta thấy nơi hình tượng của tiên tri Jonah là hình tượng mô tả cái thái độ loại trừ. Và Thiên Chúa như được trình bày ở trong sách Jonah là vị Thiên Chúa không chấp nhận cái nhìn loại trừ của Jonah và của dân Do Thái. Nội dung chính nó nằm ở chỗ đó. Rồi thì chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn khi đi vào một số đoạn văn. Tôi có ý mời các anh chị đọc sách Ezra để thấy cho nó rõ. Chứ còn mình nói thì nghĩ là ta chỉ có suy đa thôi. Nhưng mà không phải. Chính ở trong sách thánh cho mình những chi tiết như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi vào một vài đoạn văn trong sách Jonah để thấy rõ hơn, phân tích cụ thể hơn. Trước hết là ơn gọi của tiên tri Jonah.
Mời các anh chị ta cùng đọc ở chương 1, để khi mình biết văn bản kể lại câu chuyện ơn gọi Jonah như thế nào thì mình mới có thể phân tích nó rõ được. Ở trong chương 1 này là câu chuyện về Chúa gọi ông Jonah rồi ông tìm mọi cách để ông chạy trốn. Sách viết như thế này: có lời Đức Chúa phán với ông Jonah, con ông Amittai, rằng: hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới ta. Ông Jonah đứng dậy, nhưng là để trốn đi, tránh nhang Đức Chúa. Ông xuống Gaza và tìm được một chiếc tàu sắp đi Tarsis. Ông trả tiền xuống tàu để cùng đi Tarsis với họ, tránh nhang Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển, và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủ sợ hãi, họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình, và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Jonah đã nằm trong tàu, nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi. May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta, và chúng ta khỏi mất mạng. Rồi họ bảo nhau: nào, chúng ta hãy bắt thăm cho biết ai mà chúng ta gặp tai họa này. Họ gieo quẻ, và quẻ rơi trúng ông Jonah. Họ bảo ông: vì ông là người đã tai họa này đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết ông làm nghề gì, từ quê ở nước nào và thuộc dân nào. Ông nói với họ: tôi là Hebri, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa cả tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi. Những người ấy sợ, sợ lắm. Họ nói với ông: ông đã làm gì thế? Thật vậy, do ông kể lại mà họ được biết là ông đang trốn đi để tránh nhang Đức Chúa. Họ hỏi ông: chúng tôi phải xử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa? Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ: hãy đem tôi ném xuống biển, thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này. Những người ấy cố trèo vào đất liền, nhưng không thể được, vì biển mỗi lúc một động thêm, uy hiếp họ. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa: ôi lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này, và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con. Vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Rồi họ đem ông Jonah ném xuống biển, biển dừng cơn giận dữ. Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm. Họ dâng hy lễ lên Đức Chúa và khấn hứa. Đấy là câu chuyện Chúa gọi ông Jonah. Ông này cứng đầu cứng cổ lắm. Thế thì ở trong Thánh Kinh, các anh chị học và đã thấy có rất nhiều trình thuật về ơn gọi. Các tổ phụ, các tiên tri đều là những người được Chúa gọi. Và thường thường khi mà Thánh Kinh kể lại câu chuyện về ơn gọi của các ngài đó, là luôn luôn có những yếu tố như thế này. Yếu tố thứ nhất, đó là lời của Chúa đến với một người nào đó. Yếu tố thứ hai là Chúa ngỏ lời sai người đó đi. Rồi yếu tố kế tiếp đó là người được sai đi thường là sợ hãi, và vì vậy tìm cách để khước từ. Thế thì khi mà người được sai đi khước từ như vậy thì Chúa trấn an họ.
Và lời trấn an tuyệt vời nhất mà Thánh Kinh thường kể lại đó là ta ở với người. Thế thôi, cần lý gì nhiều hết, ta ở với người. Và cuối cùng thì người đó chấp nhận lên đường. Thế bây giờ chúng ta thử nhìn vào Môsê nhé, xem các anh chị thấy có đúng y như vậy không? Lời Chúa có đến với Môsê không? Đến lúc nào? Lúc Môsê đi chăn cừu cho bố vợ ở trong hoang địa, ông mới thấy một bụi gai bốc lửa mà không bị thiêu rụi. Ông mới chạy đến, ông mới xem, thì lời Chúa đến với ông. Môsê cởi dép ra, quỳ gối xuống. Đất ngươi đang đứng là đất thánh. Rất rõ nha. Ta đè vào đây là bụi gai, hiểu rồi. Rồi sau đó Chúa sai Môsê đi đâu? Ngươi hãy đi gặp vua Pharaoh của Ai Cập và bảo ông ta là hãy để cho dân ta đi. Chúa sai đi. Môsê nhận lời ngay không? Con là ai mà con dám đến gặp vua Pharaoh của Ai Cập? Con đang chạy trốn gần chết thì mà Chúa lại bảo con đến gặp thì có mà chết luôn. Cho nên là ông ấy cũng sợ, ông ấy khước từ. Chúa trấn an bằng lời ta ở với người. Và cuối cùng thì Môsê chấp nhận lên đường. Chúng ta có thể áp dụng cái thứ tự mẫu mực này cho Isaiah, cho Jeremiah, cho Ezekiel, cho các tiên tri khác. Cái trình thuật ơn gọi ở trong Thánh Kinh thường là như vậy. Có thể áp dụng cho cả Đức Mẹ nữa. Lúc nào về đọc lại tin mừng Luca xem có thấy thứ tự như thế này không? Sứ thần Gabriel hiện đến với Đức Mẹ. Rồi nói với Đức Mẹ điều gì? Rồi Đức Mẹ có chấp nhận ngay không? Đức Mẹ cũng khước từ vậy. Làm sao mà xảy ra chuyện đó được? Bởi vì tôi không biết đến người nam. Tôi không biết đến chuyện vợ chồng. Rồi sứ thần cũng trấn an Đức Mẹ vậy. Và cuối cùng thì Đức Mẹ thưa là xin vâng. Đó mới là cái trình thuật ơn gọi ở trong Thánh Kinh đó. Thường là đi theo một mẫu như thế này. Thế bây giờ ta đọc đoạn vừa rồi nói về ơn gọi của Jonah đó, ta cũng thấy tương tự như vậy, nhưng mà có một vài nét đặc biệt hơn. Nét đặc biệt đầu tiên đó, lời Chúa đến với ông thì rõ ràng rồi, phải không? Rồi Chúa sai ông đi thì cũng rõ ràng, đi giảng cho dân thành nên đi về. Và Jonah thì cũng khước từ, phải không? Nhưng mà ông này ông khước từ còn độc hơn nữa, là ông làm sao? Ông ấy trốn luôn. Đấy, cái đặc biệt của Jonah là như thế. Không có chỉ có từ chối sơ sơ đâu. Có thể là trước mặt Chúa thì ông nhận vậy, sau đó là ông tìm cách ông trốn. Chúa sai đi giảng Hà Nội, ông chạy xuống Cần Thơ. Cho nên là cái phản kháng của Jonah mạnh hơn nhiều. Chứ không phải chỉ như Môsê hay là như mẹ Maria. Phản kháng rất mạnh. Ông ấy phản kháng mạnh như thế thì Chúa cũng lại có một thái độ tương tự như vậy. Chúa không nói với Jonah ta ở với người. Nhưng mà bằng hành động thì Chúa cho thấy là mày mà trốn à, tao theo sát. Chạy đi đằng trời, tao theo sát. Nhà ngươi ở đâu thì tao ở đấy. Mà rõ như vậy, cũng chạy trốn cỡ nào Chúa cũng chộp cổ lôi lại. Cái câu chuyện chúng ta đọc vừa rồi là thấy rất rõ. Tưởng anh lên tàu, anh đi đến một thành phố khác là đã bình yên. Chúa cho sóng biển nổi dậy, cả tàu sợ hãi. Cuối cùng chính Jonah nhìn nhận, sở dĩ mà có sóng gió thế này là vì tôi.
Cho nên bây giờ cứ quăng tôi xuống biển ấy là nó bình an. Ông nhìn nhận rõ ràng như vậy. Và nếu ta đọc tiếp thì Chúa cho một con cá lớn ngoạm lấy ông ấy, cho ông vào trong bụng rồi đưa ông lên trên bờ. Tưởng đi Cần Thơ cuối cùng vẫn ra Hà Nội như thường. Cho nên là Chúa bám sát, Chúa theo sát. Ta ở với người, không có lý thuyết gì, mà rõ ràng và cụ thể. Rồi cuối cùng khi mà các anh chị mở ở chương 3 thì ngay câu đầu đó sẽ lại trở lại y như vậy. Lời Đức Chúa phán với Jonah lần thứ hai: hãy đứng dậy đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho người. Cho nên Chúa mà đã chọn thì không thoát được đâu. Có chạy đằng trời. Thế thì ở đây Chúa sai Jonah đi giảng cho dân Ninive. Vậy thì Ninive là ai? Và dân Ninive là những ai cư ngụ ở trong đó mà sao ông Jonah cũng ghét thế? Bây giờ các anh chị mới thấy tại sao mà lúc nãy tôi nhắc lại một số cái điểm mốc của lịch sử. Bởi vì nếu mình không hiểu cái điểm mốc của lịch sử đó thì mình không hiểu tại sao ông Jonah ông ấy lại không chịu đi Ninive. Ninive đó là thủ đô của Assyria, đế quốc Assyria. Mà anh đế quốc Assyria này thì đã từng tấn công Jerusalem và đưa dân đi lưu đày. Cho nên người Do Thái coi Assyria như quân thù. Mà Ninive thì lại là thủ phủ của Assyria. Thế thì làm sao mà Jonah yêu mến cái thành Ninive này được? Thành thử ra là ông ấy tìm cách chạy trốn không phải là bởi vì ông ấy không vâng lời Chúa, cho bằng bởi vì ông ấy căm ghét cái bọn này quá đi. Giảng cho ai thì được chứ còn Chúa lại bảo con đi giảng cho cái quân này thì còn nhất định còn không đi. Và chúng ta hiểu được tại làm sao mà Jonah lại tìm cách chạy trốn. Jonah không muốn đi Ninive không phải là vì muốn trốn tránh tiếng gọi của Chúa, cho bằng là vì ông căm ghét Assyria và không muốn đem lời Chúa đến cho cái dân đáng ghét đó. Thế thì Thiên Chúa hành động như thế nào? Chúng ta đọc liên tục mình biết câu chuyện, nhưng mà đôi khi có những chi tiết các anh chị không quan tâm lắm đâu. Ở đây tôi gợi lại một vài chi tiết. Chẳng hạn như là ở trong chương 1 mà câu thứ 9 đó, lúc mà người ta hỏi ông ấy là: vì ông là người đã đem tai họa đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết là ông làm nghề gì, từ đâu đến, quê ở nước nào, thuộc dân nào. Thế thì ông mới nói với người ta thế này: tôi là người Hebrew, đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền. Câu đó quan trọng lắm. Chúng ta phải đặt mình vào trong bối cảnh văn hóa thời của Jonah là cách mình tới 25 thế kỷ. Thời đó người ta đã khám phá ra được vũ trụ này là có hàng triệu dải ngân hà. Và trong mỗi một dải ngân hà có nhiều hệ hành tinh. Mà trái đất của mình chỉ là một hành tinh trong thái dương hệ chưa? Người ta đã biết cái chuyện đấy chưa? Làm gì mà biết? Người ta chỉ mới theo kinh nghiệm, thường nghiệm của mình để thấy trái đất này, thứ nhất là có đất, thứ hai là có biển. Đấy. Chỉ biết có vậy thôi. Thế thì ở đây đó là Jonah tuyên xưng Đức Chúa mà tôi thờ phượng là đấng làm ra biển khơi và đất liền. Có nghĩa là ông diễn tả về Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đấng toàn năng. Là đấng toàn năng. Thì ý tưởng mà câu này làm nổi bật lên là ở đó.
Nhưng mà đồng thời, khi ông ấy tuyên xưng Thiên Chúa, ông ấy tôn thờ là đấng làm ra biển khơi và đất liền, thì nó lại có một điều hơi buồn cười. Nó nằm ở chỗ này: nếu mà Chúa đã dựng nên cả biển khơi và đất liền thì làm sao mà ông chạy trốn được? Một đằng nữa thì ông ấy tuyên xưng Chúa là đấng làm ra biển khơi và đất liền, mà một đằng nữa thì ông tìm mọi cách để ông chạy trốn. Thế thì có phải là nó không có phù hợp với lại ý nghĩa của mình không? Nhưng mà khi ta phân tích cái điểm đó, đó thì lại là dịp để chúng ta nhìn lại kinh nghiệm đức tin của mình. Tôi không biết làm sao mà có sự trùng hợp thấy đề Thánh Vịnh 139. Các anh chị lấy thử Thánh Vịnh 139, các anh chị đọc ít nhất là một số câu coi. Thánh Vịnh này hay lắm. Thánh Vịnh 139, ở trong ngoặc là 138. Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết hết mọi sự. Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa Ngài đã an tường hết, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài Ngài đặt lên con, kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới, đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được thánh nhan, con có lên trời Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti vẫn gặp thấy Ngài, dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ, ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. Vâng, được rồi. Thánh Vịnh này mở đầu: lạy Chúa, Ngài dò xét con, Ngài biết rõ. Chúa biết hết tất cả mọi sự. Dù chúng ta ở đâu, dù chúng ta làm gì, dù chúng ta ẩn núp thế nào, Chúa cũng biết hết. Các anh chị và tôi vẫn tuyên xưng như vậy ấy. Thế mà trong thực tế là mình cũng như Jonah vậy. Rất nhiều lần là mình cũng tìm cách chạy trốn, và mình cứ nghĩ là Chúa không biết. Cứ nghĩ là Chúa không biết. Tưởng là chui vào phòng này là kín lắm, Chúa không biết. Có công an thì không biết thôi, chứ còn Chúa sao mà không biết được. Ngày xưa lúc còn nhỏ đi học giáo lý, mình thấy người ta dạy trong bài hát là con kiến đen nằm trên hòn đá đen, trong đêm 30 tối đen, Đức Chúa Trời cũng thấy. Có điều là cái thấy nó đó, nhiều khi chúng ta mới chỉ nghĩ đến cái thấy về mặt vật lý, về mặt vật chất thôi. Tức là tôi ở đâu thì Chúa cũng thấy. Nhưng mà điều nguy hiểm là mình gắn cái thấy đó với sự rình mò. Chúa thấy là bởi vì Chúa muốn rình mò mình. Cho nên có một anh triết gia hiện sinh, anh ấy nói cái câu mà chúng ta không chấp nhận được, bởi vì anh ấy hiểu sai. Anh ấy nói rằng tôi không thể nào chấp nhận được một Thiên Chúa mà lúc nào cũng cứ rình mò người ta. Xin lỗi, vợ chồng người ta ở trong phòng cũng rình mò người ta. Cái anh đó là lếu láo, nó hiểu sai. Thánh Kinh không hề nói đến chuyện Chúa biết theo nghĩa rình mò như vậy. Nhưng Thánh Kinh nói đến chuyện Chúa biết chúng ta, có nghĩa là Chúa yêu chúng ta. Giống như người mẹ yêu con vậy. Chứ không phải là để rình mò, để dò xét, để phạt mình. Rồi từ đó mình sống một thứ tôn giáo đầy sợ hãi. Không phải như vậy. Mà Chúa biết là bởi vì Chúa yêu thương mình.
Chúa chăm sóc cho mình. Thành thử ra khi mà ta đọc sách Jonah một đằng thì ông ấy tuyên xưng Chúa là đứng làm nên biển khơi và đất liền, một đằng khác thì vẫn tìm cách chạy trốn, thì lại là dịp để cho mình nhìn lại kinh nghiệm đức tin của mình. Một đằng thì mình tuyên xưng là lạy Chúa, Chúa dò xét con và Chúa đã biết, Chúa ở khắp mọi nơi, con làm gì Chúa cũng thấy. Vậy mà nhiều khi trong thâm tâm mình lại vẫn cứ nghĩ là Chúa không thấy đâu, cứ yên chí. Và từ đó nó sinh ra lắm thứ giống tội, lắm thứ tính toán đen tối, bởi vì nghĩ là Chúa không thấy. Thế đọc lại câu chuyện ơn gọi của Jonah, ta có một vài suy niệm nho nhỏ cho chính đời sống đức tin của mình. Thế bây giờ khi Jonah hành động như vậy thì Thiên Chúa trả lời bằng cách nào? Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây này, chứ không phải nằm ở cái phần mà ông ấy đi rao giảng ơn sám hối nhé. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở chương thứ tư đó. Thiên Chúa trả lời cho Jonah. Ở chương thứ ba thì kể chuyện là Jonah đi giảng cho dân thành Ninive. Thế thì khi mà ông ấy đi giảng á, người ta có đáp ứng lời rao giảng của ông ấy không? Ồ, đáp ứng nhiệt tình. Mà ông tiên tri này buồn cười thật đấy. Giả như chúng ta mà đi giảng đạo mà người ta nhiệt tình, người ta nghe rồi người ta ăn năn sám hối thì mình phải lấy làm hạnh phúc chứ, phải không? Đằng này ông ấy lại nổi giận, ông ấy dỗi. Kỳ cục như vậy. Đi giảng đạo mà đến khi người ta nghe đạo thì mình lại dỗi. Thế thì còn giảng cái gì nữa? Cái tâm lý của Jonah rất là đặc biệt. Và khi ông ấy nổi giận như vậy đó, thì câu chuyện ở chương thứ tư rất là hay. Để thấy được đâu là sự chật hẹp của con người và đâu là sự quảng đại của Thiên Chúa. Các anh chị theo dõi ở chương thứ tư nhé. Ông Jonah bực mình và Đức Chúa trả lời. Ông Jonah bực mình, bực lắm và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống. Cái câu này nặng nề không? Câu này làm cho ta nhớ đến lời của tiên tri nào đây này? Ông Gióp có, còn vị tiên tri nữa, Elia. Elia lúc mà hách đấu với lại các thầy Ba An đó, sau đó là vị bà hoàng hậu Jezabel, bà ấy đuổi đó, mệt quá sức rồi nhưng ông than thở với Chúa là: Xin Chúa cất mạng sống con đi. Còn ông Gióp thì ông ấy khổ quá rồi, ông nguyền rủa cả ngày sinh tháng đẻ của mình. Nhưng mà đấy là bởi vì người ta đau khổ, người ta bị rượt đuổi, người ta gần chết thì người ta mới than lên như vậy. Đằng này đang thành công kịch liệt thế này mới lại bảo: Xin Chúa cất mạng sống con đi. Sống như thế này thì sống làm gì? Cái này nói nhỏ trong lớp thôi nhé. Chẳng hạn như bây giờ Chúa sai các anh chị và tôi đi giảng những người cộng sản chẳng hạn, mà giảng xong cái người ta ùn ùn, người ta xin chịu phép rửa tội, thế mình nổi giận à? Mừng chứ, sao mà nổi giận được, sao mà bực tức được. Như vậy mới biết là sự căm ghét của Jonah đối với dân Ninive nó lớn là chừng nào. Như vậy mới thấy cái não trạng gọi là não trạng mà loại trừ người khác nó lớn như thế nào, và nó ăn sâu vào trong tâm khảm con người như thế nào. Mà Chúa thì vẫn rất ôn tồn và bình tĩnh nhé. Thế thì Chúa trả lời làm sao? Câu thứ tư này, Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không?
Ông Jonah ra ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó ông làm một cái lều rồi ngồi bên dưới trong bóng mát để xem cái gì sẽ xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Ông Jonah vui, vui lắm vì cây thầu dầu. Thế Chúa dễ thương không? Chúa thiệt là dễ thương. Thế anh này là một anh học trò cứng đầu cứng cổ, mà sai nó đi Ninive thì nó lại chạy sang thành Tarsis. Chính đợt này Chúa phải đánh cho một trận chứ, phải không? Thế rồi đến khi mà giảng đạo người ta trở lại, người ta ăn năn sám hối, nó còn nổi giận, nó cãi nhau với thầy nữa. Chúa phải đánh cho một trận chứ. Mà Chúa rất là dễ thương, Chúa vẫn cứ ôn tồn vậy. Trời nắng lại còn cho một cái thầu dầu mọc lên để che, để cho anh vui. Cái cách ứng xử của Chúa ở đây này, mình phải quan sát cho nó kỹ. Nhưng mà chưa hết đâu, Chúa không ngừng ở đó đâu. Chúa sẽ cho một bài học ở câu số 7. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló rạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói, thà tôi chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah, ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời, con có lý để nổi giận đến chết được. Ông này hay thiệt. Ông này vào loại trực tính. Nói chuyện với Chúa thoải mái. Rõ như vậy mà ông ấy trả lời, con nổi giận thế là đúng quá chứ còn cái gì nữa. Thử hỏi là ông ấy nổi giận vì ông ấy thương cây thầu dầu hay là vì ông ấy thương ông ấy? Đấy, ta phải đặt cái câu hỏi như vậy. Đâu phải vì cây thầu dầu đâu, mà chỉ là vì bản thân mình thôi. Mình đang có bóng một cây thầu dầu nó che, bây giờ nó chết thì đâm ra mình bị nắng nôi khổ sở. Thương là thương cái bản thân mình đây này, chứ có phải thương gì nó đâu. Lúc đấy Chúa mới cho một bài học. Và câu thứ 11 này rất là hay. Đỉnh cao của câu chuyện nó nằm ở đây. Đức Chúa phán, ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng nhẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân được bên phải với bên trái và lại có rất nhiều thú vật hay sao? Dịch thế này thì tôi nghĩ nó hơi sát quá. Không phân biệt được bên phải với bên trái thì người ta lại nghĩ rõ là bên phải với bên trái. Nhưng mà là không phân biệt phải trái về mặt luân lý. Không có ai hướng dẫn cho họ để họ biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Chúa dùng cái câu chuyện cây thầu dầu để Chúa dạy cho Jonah một bài học. Để cho thấy là ông ấy chật hẹp là giường nào và Thiên Chúa quảng đại là giường nào. Và ở đây xuất hiện một câu hỏi lớn, một câu hỏi lớn không phải chỉ cho Jonah mà là cho mọi tín hữu ở mọi thời đại. Câu hỏi đó là thế này này. Chúng ta tin Chúa và đi rao giảng về Chúa cho anh chị em mình. Nhưng Thiên Chúa mà chúng ta rao giảng là ai? Thiên Chúa mà chúng ta tin là ai? Có thực sự là Thiên Chúa Cha của Đức Giêsu Kitô? Có thực sự là Thiên Chúa được mặc khải ở trong Thánh Kinh không? Hay chỉ là một Thiên Chúa mà chúng ta nghĩ ra từ những tính toán nhỏ nhen ích
kỷ chật hẹp của mình. Mình là loài người có những tính toán nhỏ nhen, ích kỷ và chật hẹp. Thế là mình ghét ai thì mình cũng bắt là Chúa phải ghét cái người đấy. Chúa vặn cổ nó cho con, cho nó biết. Rồi có khi để cầu xin Chúa phạt cho nó, nhãn tiền cho nó trắng mắt ra. Thì rõ ràng đó là mình tưởng tượng Chúa hoàn toàn theo tính toán nhỏ nhen của mình. Câu hỏi lớn nhất nó nằm ở đó, Thiên Chúa là ai? Mình phải tin vào Thiên Chúa như Đức Giêsu Kitô mặc khải cho mình, chứ không phải là Thiên Chúa theo tưởng tượng ích kỷ của mình. Cái tổng kết lại cuốn sách Jonah này, như từ đầu tôi nói với các anh chị, đặt mình vào trong bối cảnh lịch sử thì ta sẽ thấy cuốn sách này được viết ra để chống lại một thái độ sống tôn giáo theo kiểu loại trừ, nhân danh niềm tin vào Thiên Chúa để loại trừ mọi người không giống mình. Cuốn sách này được viết ra để trình bày một dung mạo Thiên Chúa hoàn toàn khác. Thiên Chúa là đấng giàu lòng nhân ái và thương xót. Và tình thương của Chúa bao trùm tất cả nhân loại, tất cả mọi người, tất cả vũ trụ. Và nếu thực sự mà mình tin vào một Thiên Chúa như thế, thì phải xét lại cái cách sống của mình. Dĩ nhiên là chúng ta phải ghét tội lỗi. Nhưng mà ghét tội là một chuyện, còn những người phạm tội đó lại là chuyện khác nhé. Chứ còn mình nhân danh là mình ghét tội lỗi, rồi mình bảo cái anh này, cái chị kia nó phạm tội này, cho nên là loại trừ. Điều đó không phù hợp với tinh thần của Phúc Âm đâu. Nếu Chúa Giêsu cũng có một thái độ như vậy thì Chúa Giêsu đã không cư xử với người phụ nữ Samaria như Ngài đã cư xử. Nếu Chúa Giêsu cũng nghĩ như chúng ta thì Chúa Giêsu không cư xử với người phụ nữ phạm tội ngoại tình như Chúa đã cư xử. Chúa nói với chị là đừng phạm tội nữa, nhưng mà đồng thời Chúa nói với chị, ta không kết án chị đâu. Phía Công giáo chúng ta vẫn phân biệt chuyện đó, tội lỗi và tội nhân. Mình ghét tội lỗi, nhưng không được nhân danh cái chuyện ghét tội lỗi mà loại trừ con người. Bởi vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương. Bài học rất lớn mà sách Jonah để lại cho chúng ta nằm ở những cuối cùng của cuốn sách. Thank you.
quanh canh sơn xa đời ta.